Người phụ nữ gần 40 này vì để giảm bớt áp lực cho bản thân, đã chủ động giúp chồng cưới thêm một người vợ. Cô ấy cảm thấy mình đã có tuổi, thật sự không chịu nổi sự hành hạ mỗi đêm của chồng. Hết cách đành nghĩ đến cách này, cô ấy đã tuyên bố chuyện này ở trên bữa tiệc sinh nhật của mình. Khách mời bỗng chốc nháo nhào hết lên, nói cô bị điên rồi. Bố tao nạp thiếp tí nữa thì mẹ tao tự tử, bà ấy lại tự tìm cho chồng mình, thật không hiểu nổi. Người cũng không hiểu được ý đồ của cô con có người chồng. Nhưng cô lại nói, năm nay tôi đã được 40 tuổi rồi, già rồi. Rất nhanh bà Mai dẫn một cô gái trẻ tới. Quản gia ở bên cạnh thấy bộ dạng của cô gái trẻ không nhịn được liền chê. Đôi chân to như vậy giống như người nhà quê. Bà thấy ả ta sinh ra chưa từng được đi giày thì phải. Cô gái này quả thực là một người đáng thương. Lớn như vậy rồi đến ngay cả tên cũng không có. Lúc nhỏ được bố mẹ nuôi gọi là nha đầu rừng, bây giờ lại được gọi là cái thứ đồ gán nợ. Để kiếm tiền xính lễ, mới 15 tuổi đã bị ép đi xem mắt gà đi. Tuy rằng có một đôi chân to, nhưng cô chủ nhà lại nhắm trúng sự thật thà của cô bé, đồng thời lấy cho cô một cái tên là Thu Minh. Không lâu sau, Thu Minh đã được gả vào nhà họ Ngô. Tuy rằng trước khi được gả đến đây, mọi người đã dạy cô phải phục vụ đàn ông thế nào, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, trong lòng khó tránh có sự sợ hãi. Bà quản gia khuyên cô ngốc thật, có gì mà sợ chứ, chỉ cần nằm đó, chỉ một lúc thôi là xong chuyện. Nhưng bà TTA nào biết những sở thích kỳ quặc của lão gia. Trong lòng lão gia, phụ nữ sinh ra là để hầu hạ đàn ông, không khác gì người ở cả. Vì vậy đêm này đối với Thu Minh mà nói, quả thực là một ác mộng. Hôm sau, lúc Thu Minh đang quét sân, bà Tương gọi cô đến một góc, nói với cô quy tắc ở trong nhà. Không ngờ lúc này cậu con trai Phượng Mộ lại tới. Chỉ một cái nhìn, anh đã bị vẻ bề ngoài của Thu Minh thu hút. Cho đến khi mẹ gọi mình, Phượng Mộ có chuyện gì không? Phượng Mộ chỉ đành mượn cớ nói đến chào hỏi. Bà Tương liền bảo cậu cũng chào hỏi Thu Minh. Mẹ hai chào buổi sáng. Tiếng mẹ hai này, trong lòng Phượng Mộ có chút không can tâm. Đợi khi Thu Minh đi, anh ta không nhịn được liền xin mẹ. Mẹ xem cô ấy trẻ như vậy, nhưng bố lại già như thế, trả cô ấy về đi. Nhưng bà tưởng lại không giống anh ta, không được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến. Trong lòng bà, Thu Minh đã được gả vào đây thì là người của gia đình này rồi, sao có thể nói trả là trả. Cho đến một ngày nọ, bạn thân của bà khó đẻ. Sau khi bà đỡ hết cách, nhìn thấy sản phụ sắp không trụ được nữa, một giáo sĩ người phương Tây vào giúp đỡ, nhưng lại bị người hầu ngăn lại. Không được, thả tôi ra, thả ra, cút ra ngoài, ra ngoài. Những người phụ nữ thời đại cũ ngoài chồng ra, tuyệt đối sẽ không thể để người khác nhìn thấy cơ thể của mình. Cho dù đã ở thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng không thể để đàn ông giúp mình đỡ đẻ. Nhưng giáo sĩ người phương Tây kia không quan tâm mấy thứ này, vẫn cứ lao vào trong. Mạng người quan trọng, ông ta không hiểu sao những người phụ nữ này cổ hủ đến vậy. Một tiếng cảnh cáo, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Không lâu sau ông ta cũng hoàn thành ca phẫu thuật, mẹ tròn con vuông. Nhưng hành động của ông không hề nhận được sự ca tụng, ngược lại còn vì chuyện này mà bị người khác ghét. Nhưng bà Tương lại có cái nhìn khác về ông, còn đặc biệt mời ông đến làm giáo viên cho con trai. Đối với người thầy có tư tưởng mới mẻ này, Phượng Mộ vô cùng hài lòng. Trong lòng anh ta, giáo sĩ phương Tây này vừa là thầy vừa là bạn. Còn khi bà Tương rảnh, cũng sẽ đến xem hai người học. Những tư tưởng trong lời của giáo sĩ mà bà chưa từng nghe, dần dần cũng mở cửa thế giới bị phong ấn của bà. Họ trò chuyện chuyện trên trời dưới đất, từ trước kia đến hiện tại, không gì là không nói. Học thức của giáo sĩ uyên sâu, khiến bà vô cùng nể phục. Dần dần, trong lòng bà nảy sinh một cảm xúc khác lạ, đến ngay cả bà cũng không biết đó là tình yêu. Nhưng tư tưởng của bà cũng từng chút có sự thay đổi. Hôm đó là sinh nhật của giáo sĩ, bà Tương còn mệnh cho nhà bếp làm cho ông một cái bánh kem. Nhưng lúc đó Trung Quốc chưa có loại bánh kem đó, đầu bếp nghĩ đi nghĩ lại, cho mật ong các thứ vào trong bánh, cuối cùng làm ra một cái bánh bao chay. Nhìn chiếc bánh kem đặc biệt trước mặt, ông vẫn rất vui mừng ước và thổi nến. Ai ngờ đúng lúc này, cô nhi viện của giáo sĩ bị cháy, tất cả mọi người đều qua đó. Giáo sĩ lao lên trước để đi vào cứu bọn trẻ, bà Tương cũng theo sau. Thu Minh lo cho bà Tương, sau khi dội một thùng nước vào người, cũng đi vào trong. Điều may mắn là trận hỏa hoạn này không có thương vong. Cô nhi viện đã mất, bà Tương liền cho lũ trẻ đến hoa viên nhà họ Ngô. Giáo sĩ thấy vậy, muốn bắt tay để cảm ơn. Sau khi do dự một hồi, bà Tương vẫn thò tay ra. Cho dù dưới góc nhìn của bà, nó chỉ là một phép lịch sự mà thôi, nhưng ở trong mắt người khác, đây lại là một chuyện không thể xảy ra. Rất nhanh chuyện này bị người ở đồn đi. Bà quản gia cũng nhắc nhở, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Bà còn để ông ta vào nhà mình ở, người ở còn không muốn hầu hạ kia. Nhìn thấy gương mặt không vui của lão gia, bà quản gia liền nghĩ một kế sách. Bà Tương hãy nhanh chóng để Phượng Mộ cưới vợ, như vậy là có lý do để đuổi hắn ta và đám trẻ đi rồi. Nhưng điều bà ta không biết được là, lúc này tim của Phượng Mộ đã có chủ, sẽ không chịu nghe theo sự sắp xếp của gia đình nữa. Lúc cứu hỏa, Thu Minh không cẩn thận làm mất chiếc vòng mẹ tặng, chuẩn bị quay lại tìm, không ngờ lại ở trong tay Phượng Mộ, móc khóa của chiếc vòng bị hỏng. Ta đã sửa rồi, thấy Phượng Mộ không có ô, Thu Minh liền dịch chiếc ô của mình qua. Ở cái thời đại đó, che cùng ô với một người đàn ông là chuyện tày trời.
nhưng Phượng Mộ lại rất vui, còn chủ động đeo vòng cho Thu Minh. Cứ như vậy, dưới cơn mưa lất phất, tình cảm của hai người cũng có sự thay đổi. Để quan hệ của đôi bên tiến thêm một bước nữa, Phượng Mộ nhân cơ hội đi xem kịch, thông qua lời thoại thổ lộ lòng của mình. Ta nhớ em. Đêm đến ngồi đối diện với chiếc đèn cô đơn không ngủ. Không có em kiếp này coi như bỏ. Anh ta nắm lấy tay của Thu Minh, lại bị Thu Minh sợ hãi rút ra. Cô biết quan hệ hai người là đi ngược lại thuần phong mỹ tục, nhưng lúc tình yêu đến chẳng ai ngăn cản được. Hơn nữa giờ trong lòng lão gia, sự tồn tại của mình chẳng đáng một xu. Dưới sự so sánh, sự theo đuổi của chàng trai trẻ Phượng Mộ cũng khiến người ta động lòng hơn. Thu Minh vẫn không khống chế được bản thân, đã rơi vào trong mối tình oan trái này. Đêm đến hai người đi dạo, không ngờ lại bị bà Tương nhìn thấy. Bà nhanh chóng lao đến, không nói lời nào liền cho Thu Minh một bạt tai. Ta nói với cô, bảo cô hầu hạ lão gia cẩn thận. Thu Minh rất tủi thân, lão gia không hề thích cô, tối nào cũng phải chịu hành hạ. Khi Thu Minh không biết làm thế nào mới ổn thỏa, cô bỗng nhớ đến thiên đường mà giáo sĩ nói đến, liền hỏi ông gia có phải người chết đi đều sẽ được đến thiên đường. Giáo sĩ không hề nhận ra sự khác biệt của cô, liền thuận miệng trả lời đúng. Thu Minh tin đó là thật, cứ tưởng như vậy sẽ có thể có được sự giải thoát, quay về chuẩn bị tự vẫn. May mà được người phát hiện cứu kịp thời, nên không có gì ái ngại. Chuyện này đã đến bước đường này rồi, giáo sĩ cũng không thể bỏ mặc được nữa. Ông muốn khuyên bà Tương thả Thu Minh đi, nhưng bà Tương lại không đồng ý. Trong lòng bà lúc này còn có một cái khóa chưa được mở ra, có lẽ là sợ hãi. Tóm lại bà rất đồng tình với những tư tưởng mới, nhưng không có nghĩa bà có thể hoàn toàn chấp nhận. Đối với sự ngoan cố không thay đổi của bà, giáo sĩ rất tức giận. Bà mua cô ấy về để một cô bé nhỏ tuổi như vậy ngủ với một người có tuổi cho cô ấy. Bản thân bà muốn tự do, nhưng lại để người khác làm đệm của bà đúng không? Câu này như bắn trúng tim đen của bà Tương, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nhưng bà lại từ chối thừa nhận những lời nói của giáo sĩ, ngược lại còn chửi cho ông một trận. Điều này khiến giáo sĩ rất đau lòng, quay người rời khỏi nhà họ Ngô. Cho dù bà Tương không muốn thừa nhận, nhưng bà biết những lời giáo sĩ nói là đúng. Bà khao khát tự do, thoát khỏi sự trói buộc của những tư tưởng cũ. Nhưng điều này không có nghĩa là bà có quyền để chiếc khóa ở trên người mình lên người của người khác. Sau khi bà ngộ ra mọi chuyện, cuối cùng vẫn quyết định để Thu Minh rời khỏi đây, cho cô một số tiền để cô đến vùng nông thôn sinh sống. Bà Tương lúc này cũng vì sự rời khỏi của Thu Minh mà cảm nhận được sự nhẹ nhàng. Chiếc khóa ở trên người bà cũng biến mất từ lúc nào. Bà quyết định nhìn thẳng vào tim mình. Một ngày mưa nọ, bà để lộ tình cảm và sự không nỡ của mình cho giáo sĩ biết hết. Nhưng lần này, cuối cùng bà cũng cảm nhận được mùi vị của tình yêu. Khi hai người chuẩn bị quay về, lại vô tình bị Phượng Mộ nhìn thấy. Cú đánh bất ngờ này khiến cho Phượng Mộ khó có thể chấp nhận. May mà anh ta không nói với bố. Bà tưởng vốn định giải thích, nhưng lại không biết nói từ đâu. Đối diện với lời chất vấn của con trai, dưới tiếng khóc nức nở bà nói: "Ta đã sống hơn 40 năm trời, mới hiểu được thứ tình cảm mà con đối với Thu Minh." Phượng Mộ cũng hiểu cho mẹ được chút nào, nhưng trong đó vẫn có một chút trách móc, vì bà đã để Thu Minh rời khỏi đây, cũng khiến cậu mất đi tình yêu. Phượng Mộ không hề nhận ra rằng, cho dù không phải là mẹ cậu, thì chuyện của cậu và Thu Minh cũng không có khả năng. Dưới ánh mắt của mọi người, điều này là điều nhục nhã, không phải là điều họ có thể chấp nhận. Phượng Mộ không phải phải sống dưới cái nhà này thế nào? Đêm theo tâm trạng phức tạp, cậu chuẩn bị rời khỏi đây, gia nhập vào Tân Tứ Quân, nhưng trên đường đi lại bị giáo sĩ ngăn lại, còn biết được địa chỉ của Thu Minh. Giáo sĩ hy vọng cậu có thể xóa bỏ thế tục, cùng sống hạnh phúc với Thu Minh. Nhưng Phượng Mộ đi được không bao lâu, quân Nhật đánh tới, cả thành phố rơi vào cảnh hỗn loạn. Người có tiền sớm đã bỏ chạy hết rồi, lão gia cũng muốn chạy, nhưng bà Tương lại quyết định ở lại. "Tôi hầu hạ ông 24 năm, đủ rồi, nghe này, bà là của tôi. Hiểu không? Không, tôi thuộc về tôi." Khoảnh khắc này, bà Tương đã tìm được chính mình. Lúc này trong thành pháo đạn ầm ầm, dưới tiếng nổ của bom mìn, mọi người sợ hãi hét toáng lên. Sự đau khổ được chìm trong những tiếng hét, ai cũng vì có thể để tiếp tục sống, cố gắng thoát mạng. Ở trong đám người này, lại có một người đi ngược lại dòng người, đó chính là giáo sĩ. Sau khi biết bà Tương vẫn chưa đi ra, ông quay lại cứu bà, không ngờ lại chết dưới súng của quân Nhật. Giống như chỉ trong một khoảnh khắc, thị trấn từng có cuộc sống yên bình này, bỗng biến thành địa ngục, đến ngay cả hoa viện của nhà họ Ngô cũng biến mất. May mà bà Tương vẫn sống sót, bà ấy tới một vùng quê, tìm thấy Phượng Mộ và Thu Minh. Bà cắt đi mái tóc dài của mình, tìm lại bản thân, trở thành một cô giáo, mà ở nơi này bà tên là Ái Liên, chứ không phải là vợ ông Ngô nữa. Đối với người phụ nữ sống ở cuộc sống xã hội cũ mà nói, tất cả đều xoay quanh một người đàn ông, cuộc sống sở thích, thậm chí đến tên cũng vậy. Giống như họ không phải sống vì chính họ, mà họ chỉ là đồ đi kèm của đàn ông. Tư tưởng méo mó này cũng đã trói buộc hết thế hệ này tới thế hệ khác, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời, không thể là mãi mãi. Giống như bộ phim, khi bà Tương đặt tên cho Thu Minh, cũng có nghĩa là bà với những bà vợ khác đều giống nhau, dùng bà gì gì đó để tạo sự khác biệt với vợ lẽ. Bà chẳng phải vợ của ai, từ đầu đến cuối bà vẫn là chính bà.